thực sự là tôi rất muốn nhớ. Ở tập trước, sự xuất hiện của anh chàng B-Max phần nào đã làm xáo trộn cuộc sống của các cô gái, đặc biệt là Trân. Thân phận của anh là ai đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Bên cạnh đó, một tổ chức đen tối đứng sau Huy Chột đang dần dần lộ diện, và âm mưu tiếp theo của họ là gì? Chúng ta hãy cùng đón xem tập tiếp theo của Biệt đội Bánh Bèo. Không có, cô hiểu lầm rồi. Tôi thấy cô tập võ cho nên là đem nước với khăn lên cho cô nè. Tự nhiên đây tốt quá vậy, bỏ gì trong đây cho tôi uống đúng không? Không có nha, tôi không tin hả? Để tôi uống cho cô coi. Ông uống nha, uống cái này tôi giọng như mặt liền á, uống ai dám uống nữa. Nhưng mà tôi phải uống cô mới tin. Không, trả đi. Không có việc gì thôi, tôi đi xuống. Nói nghe, nhịn tướng ngon lành quá ha. Tôi muốn nhờ anh chị. Cái gì? Thì chuyện này dễ lắm. Thôi cô đứng im đó đi. Cô nói đi. Cái chuyện này tôi muốn anh làm cho tôi thỏa mãn. Thôi không được đâu. Chuyện này khó lắm. Đó, đơn giản lắm, anh chỉ cần đứng yên đó và làm cho tôi. Tôi nghĩ chúng ta chỉ làm bạn thôi. Ok. Ê! Ê! Cái gì? Khoan đã. Cô làm gì vậy? Cái trò mà thỏa mãn của cô là tôi phải làm bao cát cho cô hả? Chứ nãy giờ tôi tập mình tôi buồn, đúng không? Ê! Mà khoan đã! Ê! Không được, nhưng mà tôi không có biết võ. Tôi đứng cho cô đánh, hồi là bầm người hết, không được. Tôi không quan tâm gì. Ây da, đau. Nhẹ giùm. Ê, hai người làm cái gì vậy? Mày không thấy rồi sao còn hỏi? Giữa ban ngày ban mặt mà hai người dám làm gì hả? Làm gì đâu, tập võ thôi mà. Tập võ cái kiểu gì mà xoa bóp như vậy? Thì tại tôi đánh anh quá tay, cho nên là giờ tôi phải xoa bóp cho anh ta dít bầm thôi. Thôi được rồi. Còn anh nữa. Anh có biết là anh mới tỉnh dậy không? Lỡ mà có chuyện gì thì em biết phải làm sao. Anh đứng lên đi. Anh có sao không? Có đánh anh chỗ nào? Không sao đâu, anh chịu được mà. Chịu được cái gì mà chịu được? Để em coi anh có sao không. Mày đừng có làm quá vậy nha. Ăn đấm có mấy cái rồi không có chết đâu mày lo. Từ nay tao cấm mày đụng đến anh. Mày nói gì vậy? Mày biết hả? Tao nói là tao cấm mày đụng đến anh. Không có gì đâu, mình là anh em tốt mà đúng không? Cút ra! Ai anh em tốt với mày? Má! Trước giờ mày chưa bao giờ lấy cái thái độ ra nói chuyện với tao vậy Trân. Trước khác bây giờ khác. Mày tránh xa anh ra. Kêu anh kệ đó đi. Thôi anh vô nhà với em để em lấy thuốc xoa bóp cho anh nha. Để em cầm cho. Đây. Mọi chuyện có vẻ khá phức tạp rồi đấy. Chuyện gì vậy? Con Trân nó đang thích ông Bi. Thì có gì đâu mà lạ. Thì ổng ra tay cứu nó. Ổng vừa đẹp trai, ga lăng lại nấu ăn giỏi. Con Trân nó không đổi thì mới là chuyện lạ chứ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ông Bi lại thích con Kiều. Thì sao? Thì con Trân nó ghen chứ sao má. Thì sao má? Thì kết quả như mày thấy rồi đó má. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong nhóm của mình. Tao không muốn chuyện tình tay 3, tay 4 gì ở đây hết. Tao lại càng không muốn vì một thằng đàn ông mà chị em mình lại trở mặt với nhau. Chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt. Đúng không mày?
mày, tao nói chuyện cái đầu gối còn sướng hơn. Xin lỗi, để em nhẹ tay lại tí. Không sao, không sao, không sao. Anh. Em có tí xíu việc phải đi ra ngoài. Anh ở nhà đừng đi đâu lung tung nha. Có gì cần thì anh gọi em. Mà nhớ tuyệt đối là không được mở cửa cho người lạ nha. Yên tâm, em đi đi. Em về sớm. Làm gì mặt như Hà Bá vậy mày? Kệ tao. Đây là mặt nó chùa ủ xui lắm nha mày. Dạ. Chào chị ạ. Chào chị. Chào chị. Chào các cô. Chị vô thẳng vấn đề chính đi chị. Dạ. Đây chính là viên Red Dragon, báu vật gia truyền của gia đình tôi. Nhưng cách đây 3 ngày nó đã bị đánh cắp. Tôi cần các cô giúp tôi tìm lại nó. Nếu thành công, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh. Hậu hĩnh? Hậu hĩnh là thưởng nhiêu chị? 1 triệu. Chịu. Chịu. Không chịu được mình làm. Không chịu. Đô. Hả? 1 triệu đô tụi bay. 1 triệu đô. Dạ em biết mà chị. 1 triệu đô hả chị? Dạ. Ê, 1 đô giờ nhiêu mà mày? 23.000 1 đô. 23.000 1 đô. Vậy là 1 triệu đô. 23 tỷ. Sao? Dạ. Chị yên tâm, tụi em nhất định sẽ mang nó về cho chị. Đúng rồi đó chị. Chị nhỏ à. Dạ. Chị cứ yên tâm gì điều đó. Được. Cứ vậy đi. Khi nào có kết quả thì liên lạc với tôi. Làm gì mà nhạc cái nhà mày, 23 tỷ lớn lắm mày. 23 tỷ. Bình tĩnh lại. 23 tỷ, bình mày tĩnh lại. Mày á, mày mới bình tĩnh á. Con mình má lớn nhất á. Tao vui quá mày ơi. Lần đầu tiên cuộc đời mà tao có 23 tỷ như trúng số vậy đó. Thôi bình tĩnh lại. Bây giờ nè, để có được 23 tỷ này, tụi mình phải mau mau đi điều tra và lấy lại cái viên rết chết gình gình gì của bà nội đó. Bà nội mà nói chuyện mà sợ gió như lạnh bụng á, mình giao cho bà. Rồi mình cầm 23 tỷ mình đi chơi du lịch luôn. Ê mà khoan, 23 tỷ hơi khó chia như mày. Chia sao đi ta? Chia 4 hơi khó nè. Đã tính rồi, giục 3 tỷ một bên, còn 20 tỷ chia cho 4, vậy là mỗi được 5 tỷ, còn 3 tỷ quen rồi cho tao. Ê, tính ra đều đó. Ê, mày coi tao không bao giờ. Tính khôn quá vậy, sao tính khôn quá vậy? Ủa, tao thấy đều mà. Mày khôn như chó luôn. Ừ. Tụi nó giỡn thôi. 3 tỷ đó chia sao cũng được. Chị em mình mà. À, bây giờ tụi mình đi thôi. Bắt đầu đi điều tra đi nè. Đi thôi. À, bây giờ giao cho con Trung đi với Kiều, ta đi với Ni, rồi dễ xử. Gì? À mà thôi, tao thấy nó hơi không có trùng khớp cho lắm. À, tao đi với ông Kiều, còn mày đi với Ni nha. Hai ba đi với nhau. Go mày. Đi. Ê, đây đẹp. Trời ơi, cái mặt gì vậy? Chầm chầm vậy? Trai đẹp ở nhà thấy chắc cũng bỏ chạy luôn quá má. Đi thôi. Theo như điều tra ban đầu của tao thì viên Red Dragon mà chúng ta đang tìm kiếm hiện đang nằm trong tay của tên Alusaka, một trong những tên trùm buôn lậu khét tiếng tại Thái Lan. Quý chốt, theo những gì mà tao thám thính thì thằng Quý chọt nó sẽ tham gia vào vụ này. Chọt bà nội mày, chọt. Tao đã nhờ bạn tao chết tất cả các chuyến bay từ Thái Lan cho đến thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 3 ngày tới. Và được biết vào lúc 2 giờ chiều ngày mai, Alusakap sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn là để bán viên Red Dragon. Mà ở Việt Nam chỉ có ETA, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mắt Đỏ mới có đủ khả năng sở hữu viên ngọc này mà thôi. Vậy vai trò của Huy Chột trong vụ này là gì? Huy Chột chắc chắn đang rập ở đâu đó, chờ đợi đến khi
Alo Sa Cạp và Eta giao dịch với nhau. Hắn sẽ chớp thời cơ này, nhảy vô cướp lấy viên ngọc. Cái chiêu này người ta thường gọi là cướp trên vàng mướp. Và đây là kế hoạch của tao. Chị tìm ai? Chào em trai.